tháng 7 âm lịch, chùa Linh Ứng trên bán đảo Sơn Trà, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, những ngày này đón hàng ngàn lượt người dân và du khách. Từ sáng sớm tới chiều tối không khi nào vắng bóng người. Khu vực chính điện là điểm đến đầu tiên của du khách khi đến chùa. Họ đến cầu nguyện sự bình an, sức khỏe, an thân. Theo nhiều du khách, chuyến du lịch tới Đà Nẵng lần này đúng vào dịp rằm tháng 7 nên không thể bỏ qua chùa Linh Ứng. Tại chùa Linh Ứng bãi vực còn có tượng Phật Quan Thế Âm được xem là cao nhất Việt Nam. Tượng đứng tựa lưng vào núi,